ồn quá đi. Ồn thì sao? Biến cho khác. Ồn thì sao? Biến. Cậu chết rồi nè. Mày biến, con này cũng biến luôn. Sao đánh con? Sao không đánh con? Chó, chó với mèo. Đây, nhìn kìa, một hình tượng rất đẹp. Đó, thấy chị em tâm ý tâm anh không? Nhìn mà học hỏi đi. Nhìn kìa, nhìn học hỏi đi kìa, nhìn kìa. Mày nói gì vậy, tao bóp cổ mày bây giờ. Ai, chị ơi, chị. À, chị ơi, để em thay dép xong rồi lên lầu em nói cái này cho chị nghe. Gì vậy? Ngồi xuống đây đi. Chị còn nhớ cái bạn hôm bữa cho em kẹo không chị? Bạn đó nói hôm nay sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị nhớ là món chuối chiên cho em nha. Em đã nói với bạn đó là chị là món chuối chiên ngon nhất Sài Gòn luôn á. Không có được đâu. Đây có phải là nhà mình đâu mà em tự tiện dẫn bạn về vậy? Nhưng mà em chỉ chơi trong phòng này thôi, sẽ không làm phiền ai đâu mà chị nha. Không có được đâu. Hay là chị cho tiền em đi chơi với bạn nha. Thôi, em thích chơi ở nhà hơn à. Nha chị. Chị đã nói là không có được mà. Sau này á mình có tiền mình mua nhà đi, rồi em muốn dẫn bạn về cũng được. Chị lúc nào cũng nói sau này. Bộ chị không một câu nói khác nữa hả? Chị làm em thất hứa với bạn, chị có biết là em xấu hổ với bạn lắm không? Em nói nhỏ nhỏ thôi, cả nhà nghe bây giờ á. Em còn muốn nói lớn luôn nữa. Chị đúng là cái đồ đáng ghét. Cái con nhỏ này bữa nay bị cái gì vậy? Chị còn quấn em nữa hả? Chị đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này luôn á. Cái con bé này. Nè Tâm Anh, em phải để giày dép gọn gàng vô chứ. Giày em muốn để sao kệ em. Nè, đứng lại coi. Chuyện này hơi bị vui rồi nha. Em làm cái gì vậy hả Tâm Anh? Chị dạy em hỗn hào vậy sao? Nè Tâm Anh, chuyện gì nữa? Em để giày lên sao để kệ em chứ. Em đừng có hét lên được không? Chị đã nói là không được hét lên rồi mà. Trời ơi em muốn nói thật kìa em. Cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy hả? Mau đi ra ngoài dọn giày lại cho chị đi. Nhí lên. Không. Đó. Đi. Giỡn người ta mà. Sao vậy trời? Có gì đâu mộng hiểu. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Ê Tâm Anh, lại đây nè. Mày đang muốn chọc tức chị của mày đúng không? Lại đây, tao chỉ mày một cách dễ lắm. Bây giờ mày chỉ cần mày quăng đồ chơi của tao bừa bãi thôi, chị mày sẽ tức điên lên liền. Thử không? Thôi, mình không cần đâu, cảm ơn bạn. Làm chi? Em chơi xong thì phải dọn lại cho gọn gàng đó nha. Em không dọn đó thì sao? Bè. Chắc là coi cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy? Còn muốn chọc tức chị nữa hả? Chị mệt lắm rồi đó nha. Kệ chị chứ, chị tự dọn đi. Bleu. Tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Thiệt tình. Ủa chị đang bị cảm hả? Không có. À, Tâm Ý hả? Dạ. Nè, hôm nay con không cần phải nấu cơm tối nha. Hôm nay là sinh nhật của chú Ngọc, cả gia đình đã đi ra ngoài ăn tối rồi. Dạ. À, cô dặn nữa, cô thấy mùng mình chiếu gối nhà mình dơ hết rồi, con giặt giùm cô nha. Dạ. Chị uống thuốc chưa? Nè Tâm Anh, khi nào mày làm xong bài tập mày đưa cho tao nha. Biết rồi. Tâm Anh, em nằm xích qua bên cho chị nằm với. Em nằm ở đây trước rồi. Tâm Anh. Em đã nói là em nằm ở đây trước rồi. Em thiệt là
Ê Tâm Anh, từ lúc mày chuyển tới nhà tao á, đây là lần đầu tiên tao cảm thấy thích mày á. Nè, ăn đi. Nhưng mà... không có nhưng mà gì hết trơn á, tao thương tao mới cho ăn. Đại sĩ, chút xíu nữa tôi có việc, ông dự hồi thở giùm tôi nha. Vậy hả? Bà chị tôi sắp sinh rồi, cứu bộ giùm tôi đi. Cô hồi thở nằm ở đâu vậy? Đang có dịch cảm cúm đó, chị đừng có chủ quan, lo mà đi tới bệnh viện khám đi nha. Mày khoe với thằng Tiến cái giá thành sản phẩm của công ty mình không? Dạ ba ơi, thật ra chuyện này đúng không? Tại sao con ngu quá vậy con? Tại sao mày nói cái chuyện bí mật công ty cho đối thủ nghe? Dạ không cái gì. Tao nói là bao giờ cũng phải giữ mồm giữ miệng phải không? Biết không không? Dạ ba ơi, không có thanh minh thanh gia gì ở đây. Bình tĩnh nghe con nói nè ba. Chuyện không phải vậy đâu. Không phải vậy, mày im miệng. Kể từ dũng này mày mà mở miệng là mày chết cho tao, hiểu chưa? Sao vậy bà? Không có sao gì hết. Mày có miệng thì coi như là mày không có miệng đi. Mày mà mở miệng hả? Ra khỏi nhà nha con. Ra khỏi nhà. Nhưng mà con có miệng mà. Nhưng không được nói. Mày mà nói thì mày sẽ ra khỏi nhà. Đây là lĩnh nghe chưa? Còn cả mấy người này nữa. Sao không trả lời? Tôi dặn nha, tất cả mọi người mà nghe nó mở miệng mà nó nói á, mà không có nói lại cho tôi biết á, đừng có trách tôi nghe chưa? Nhưng mà nhóc, mày nói đi, mày nói một câu thôi, một câu là ra ngoài nha con. Dạ thôi bà ba. Ui rể ơi là rể. Có ai ngồi đó không vậy? Ai đó? Con nè ba. Làm gì? Lấy giùm ba cuộn giấy vệ sinh đi, trong này hết rồi. Dạ. Cảm ơn con yêu. Ba đợi con xíu nha. Ông ngoại ơi, ba nói chuyện nè. Cái gì đó? Con đang đứng ba hả? Ba nói chuyện. Con nhỏ đi. Cái gì? Hả? Hồi nãy ba nói chuyện á, ba nói là làm gì lấy giùm ba cuộn giấy vệ sinh, trong này hết rồi. Vậy hả? Thôi thôi coi con nữa. Cảm ơn con yêu. Hết rồi. Cái thằng quỷ, bây giờ mày muốn mày đuổi khỏi nhà phải không? Tại trong này hết giấy vệ sinh rồi mà ba. Mày im. Bây giờ tao dù có động đất hay là bảo cấp 15 mày cũng không được nói, hiểu chưa? Chứ có hết cái giấy vệ sinh mà đã la làng. Mày hết giấy vệ sinh mày không biết lấy quần mày leo hả? Dạ con sẽ làm theo ý của ba. Làm theo lời mày mở miệng mày nói hoài vậy? Mày nói nữa. Nín. Mày to ốc thì trái nho. Mày mở miệng nữa tao bẻ răng mày. Ừ.
Chú ơi. Tâm ý hả? Dạ, con để giấy ở ngoài nghe chú. Cảm ơn con nhiều nha. Bà đúng là quá đáng thiệt mà. Cứ vậy hoài ai mà chịu nổi. Làm bèm gì vậy? Bộ anh muốn công ty của bà phá sản hay sao vậy? Nhưng mà lần này phải lâu của anh đâu. Em nhớ là ba phạt anh không được nói chuyện mà. Bây giờ mà anh thử la đó đi. Em xuống em mét bài cho mà coi. Bây giờ em cũng vậy luôn hả? Nè, bây giờ mà anh nói một tiếng nữa là em mét bài cho anh coi đó, anh có tin được không? Có cãi đâu. Anh nên ngoan ngoãn nghe lời ba đi. Anh phải nghe lời ba thì ba mới mau hết giận được chứ. Coi lại bản thân của anh đi. Rõ ràng là anh sai rồi mà còn la nữa hả? Sao rồi con? Được chưa? Nghe. Em. Hả? Mày định nói gì đó? Ai cho mày ngáp? Không được ngáp. Ba à, anh chỉ ngáp thôi mà. Anh đâu có nói câu nào đâu ba. Đừng có nhiều chuyện. Ai với cái thằng ăn hại này hả? Ngáp cũng không được. Mày ngáp đi. Mày ngáp đi. Dạ con chào chú. Chú ngủ ngon không chú? Dạ vậy à, chú có muốn ăn trái cây không? Vậy chú muốn uống gì? Con pha cho chú nha. Cà phê ha chú. Dạ. Hồng đa. Hồng đa hả chú? Hồng trà. Dạ dạ con biết rồi, để con làm liền. Bà chú ơi, ở đây á, chú cứ nói chuyện bình thường đi, không sao đâu, con không có nói lại với ông đâu. Thiệt hả? Dạ thiệt mà. Vô. Chú cảm ơn nha. Dạ không có gì đâu. Tâm ý. Dạ. Thiệt ra cái chuyện hôm qua không phải lỗi chú đâu. Dạ. Để chú kể cho con nghe nha. Cái chuyện hôm qua nó lại vậy nè. À, mà bây giờ con phải đi làm việc rồi chú. Đâu có sao đâu. Thì con vừa làm việc, con vừa nghe chú nói chuyện cũng được mà. Ha? Dạ. Thiệt ra cái chuyện hôm qua nó lại vậy nè. Đó đâu phải lỗi của chú đâu. Dạ. Chú cũng có nói với ông rồi. Nhưng mà ông không có tin chú. Ông còn nói chú ngụy biện nữa. Con thấy ông quá đáng với chú lắm đúng không? Ba. Dạ. Ba đang làm gì vậy? Cho con, cho nên chú chỉ nói chuyện được một mình con thôi. Đừng làm chú thất vọng nha. Dạ. Còn cái chuyện này nữa. Cái chuyện này làm chú buồn lắm nè con. Chú nói thiệt luôn á. Bà lúc nào chỉ biết làm theo ý của mình nè. Không có biết nghĩ đến cảm nghĩ của người khác. Còn cái chú khiêm đúng không? Tâm ý. Bây giờ nếu như con nghe chú nói, con chỉ cần gật đầu một cái thôi cho chú có lòng tin nha. Nhiều cái ông xỉn, ông có lỡ lời với ba chú chạy đó con coi đó, chạy đó mà về bắt chú đuổi việc người ta có quá đáng không, trong khi đó người ta gắn bó với mình bao nhiêu năm trời luôn.
thiệt tình á, chú cũng biết giờ chú muốn nó sao. Tâm ý, mình là con gái á, mình làm gì cũng nhẹ nhàng, văn nhìn người chú hết rồi. Dạ, con xin lỗi chú. Nên sau đó bắt đầu con mới chịu chú được. Con biết không, hôm đó trời lạnh lắm luôn á, lạnh lắm luôn. Mà nở lòng nào bắt tôi chạy tới chạy luôn, chạy xuôi chạy ngược đi lấy đồ. Trời ơi, chạy chị chưa chịu nổi, chú nói thiệt nha, chú ức lắm luôn. Nhưng mà chú thấp cổ bé họng, chú đâu dám nói gì đâu. Chú có cái gì đó. Anh! Đang làm gì vậy? Đi ra đây khiêng giùm em cái này cái. Con chào chú trước nha, chú chạy rồi là phải phụ cô với chú vô chú nói liền nha. Chú kể nghe, hay lắm, hấp dẫn lắm nha nha. Coi chừng chị máu đó chị. Em thấy chị ngoái nãy giờ rồi. Đầu tay của chị bị ướt quá trời luôn nè. Chắc là tại chú đứng kế bên nói chuyện rồi nước miếng văng vô đó. Hình như lỗ tai chị bị nghẹt luôn rồi nè. Hay là chị mới với ông đi. Chứ chú nói gì hoài, chị sao chịu nổi được. Không có được đâu. Chú không nói được cũng tội nghiệp chú mà. Để chị chịu cũng được. Chị bệnh hả? Sao chị cứ ho hoài vậy? Sáng giờ luôn á. Vậy quá à. Thôi chị ngủ chút nha. Ước về ngày mai chú đừng nói nữa. Chị lại ho nữa hả? Để em đưa chị đi bệnh viện nha. Thôi, không cần đâu. Chị đi cũng đâu có nổi. Chị nằm đây nghỉ được rồi. Hay là để em kêu anh Nguyên đưa chị đi nha. Thôi, không cần đâu. Chị ngủ chút là khỏe rồi. Em thấy lo quá à. Một chút nữa là chú Ngọc về rồi. Chú mà về thì chú còn nói nhiều hơn nữa đó. Chắc bữa nay chú không có nói nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà nói. Ý ơi, chú mới gặp chuyện này lạ lắm. Nếu như kể từ đầu đến cuối, chắc cũng phải 3-4 ngày mới hết. Khoảng 5 phút nữa chú về tới, còn phải nghe chuyện này mới được. Chị, hôm nay không được rồi, chị phải đi trốn nè. Trốn ai? Trốn cái gì? Chị phải trốn chú Ngọc. Ờ, vậy thì chị phải tìm chỗ nào an toàn mà trốn nha chị. Trời ơi, đã mệt rồi mà còn gặp chuyện này nữa. We'll be right back.
chỉ con đi ra ngoài rồi. Ra ngoài chừng nào mới về? Dạ con không biết. Thôi nếu vậy con ngồi đây nói chuyện với chú một chút nha. Dạ được chú ơi. Sao vậy? Con đau bụng quá, con xin lỗi chú nha. Nói chút thôi mà. Dạ kỳ dạ. Tâm Ý đâu rồi? Tâm Ý ơi, Tâm Ý, Tâm Ý. Ý ơi, Ý. Chứa nhiều chất xơ phải kể đến, đó chính là quả cà. Mày làm gì đó? Chất xơ trong cà tím. Mày mới nói phải không? Ổn định đường huyết. Ngoài ra còn giúp giảm hấp thụ các chất béo xấu như cholesterol, từ đó giảm nguy cơ. Trốn chú vậy? Hình như con không muốn nói chuyện với chú thì phải. Tâm Ý, con làm gì trên đó vậy? Bộ con không thích nói chuyện với chú nữa hả? Dạ không có đâu chú. Con ở trên đó làm gì? Dạ con lau nắp tủ cho sạch. Ở trên đó đâu có cần thiết phải lao đâu con. Dạ cần chứ chú. Vậy con để đó một chút lao sao đi. Bây giờ con xuống đây, chú có nhiều chuyện muốn kể cho con nghe lắm á. Xuống mẹ nha con. Con bị bệnh hả? Ừ, uống thuốc đi, như vậy mới mau hết bệnh được biết không. Để coi chú kể tới đâu quên rồi ta. Thấy cái đoạn gặp thằng Tiến đúng không? Chuyện lại đây nè. Còn hãy nè, chú đâu gây thù chú quán gì ông đâu. Tự nhiên ông nở lòng là ông đối xử với chú vậy á. Con coi vậy được không?
Rồi chưa hết nha, còn ba vợ của chú nữa. Ông không biết cái chuyện gì hết á, tự nhiên cái nổi giận với chú à. Chuyện là vậy nè, để chú kể con nghe. Bữa chú gặp nó, cái nó mới hỏi chú là công ty trả lương bao nhiêu rồi. Thì chú mới nói là chú không biết. Nó chú nói vậy á, cái nó nói chú sao không? Nó nói thật ra là nó biết rồi, mà nó hỏi chơi thôi, không coi vậy mà được á. Đầu đuôi câu chuyện là vậy đó. Con tức không? Con nóng không? Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.